Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến thăm và chúc mừng các trường học cơ sở giáo dục nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến thăm trường Đại học Kỹ thuật Y Dược, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường trong năm qua, đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ ngành y tế của thành phố và các khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thời gian đến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục và ngành y tế. Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của cán bộ, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường trong sự nghiệp trồng người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ giáo viên, ban giám hiệu nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giúp nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy